Mỹ nhân 50 sắc thái mặc đầm họa tiết điệu đà dắt thú cưng ra phố đi dạo, nữ diễn viên Dakota Johnson xinh đẹp. Điệu đà xuống phố đi dạo trong ngày nắng đẹp ở Los Angeles vừa qua. Dakota Johnson tái xuất xinh đẹp khi ra phố đi dạo ở Los Angeles vừa qua. Mỹ nhân 50 sắc thái khoe nước da trắng nõn, đẹp không tì vết. Nữ diễn viên diện đầm họa tiết điệu đà, dắt thú cưng đi dạo trong ngày nắng đẹp. Vai diễn nữ cử nhân khoa văn Anastasia Steele trong 50 sắc thái đã tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Dakota Johnson. Tuy nhiên, người đẹp cho, rằng, cũng, vì quá nhập tâm vào nhân vật mà cô đã rất khó thoát ra khỏi vai diễn khi trở về với đời thực. Không hề nói dối, bộ phim này cùng phim kinh dị bí ẩn Suspiria, đã ám ảnh tôi nhiều đến nỗi tôi đã phải đi trị liệu tâm lý Dakota Johnson cho biết. Đời sống tình cảm của Dakota Johnson cũng rất thu hút sự quan tâm của truyền thông công chúng. Cô đang hẹn hò với nam ca sĩ Chris Martin, cặp đôi cũng đã có một quãng thời gian rời xa nhưng sau đó lại nhanh chóng tái hợp. Gạch chéo chấm. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.